Chứng nhân khai ngộ. Chúng ta không luân hồi, mà là một phần của những thói quen, những tin tức mà chúng ta đã thâu thập luân hồi lại. Thành ra, phần này, cái mà chúng ta kêu bằng trí thông minh hay là tầng thức thứ sáu, thâu thập đủ thứ tin tức nghiệp chướng, rồi lộn trở lại. Giống như là lon Coca-Cola, hoặc những cái mà nước Mỹ đang khuyến khích mọi người lượm lại để dùng làm đồ mới. Cái này cũng vậy, lon của chúng ta lộn lại, mỗi lần nó có thể được dùng và vẫn còn tiếp nối với những vật khác ở thế giới này, thì chúng ta gọi là luân hồi. Giống như một lối dùng lại vậy. Nước Coca-Cola bên trong không luân hồi, chỉ có cái lon là luân hồi thôi. Người ta có thể nhận ra hay không nhận ra nó, nhưng đồ vật vẫn còn đó. Cho nên, người ta nhận ra là nó đã được xài lại. Chúng ta coi đó như là dùng lại. Cái mà lon đó chứa không luân hồi. Đây là chân ngã chúng ta, linh hồn chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn thể nghiệm điều gì mới lạ, chúng ta đóng lon mình vào một vật hay một chất được làm lại. Vậy thôi. Nhưng một lần nữa, chúng ta lại quen thói, nghĩ mình là chất này, tin tức này. Thành ra mới nói rằng chúng ta luân hồi. Nhưng không đúng như vậy. Chúng ta không bao giờ sinh, không bao giờ tử, luôn luôn hiện hữu. Chúng ta là chứng nhân của tất cả những cái được sinh ra và hủy diệt trong vũ trụ này. Chúng ta luôn luôn là người chứng kiến, nhưng đôi khi lại nghĩ mình là đối tượng hoặc vấn đề mà mình đang mục kích. Mình là hoàn cảnh đang chứng kiến kia, cho nên chúng ta mới khổ sở hoặc vui sướng. Giống như khi coi truyền hình, chúng ta quên rằng nó chỉ là một chuyện phim, rồi ta khóc, ta cười, ủng hộ người này, muốn giết người kia. Hai kẻ đó đều không có ăn nhầm gì tới mình, không có ai là thù hay bạn, và không có ai là thật. Nhưng chúng ta lại ghét tên kia. Ồ, thằng cha râu ria kia là người xấu, giết hắn, giết hắn. Quý vị ngồi trước màn ảnh nói rằng, giết thằng đó, giết nó lẹ. Hay là, chạy, chạy đi ngay, hắn sắp sửa giết, trốn liền, lối này, lối này. Như thể nhân vật trong truyền hình hay trên màn ảnh đó nghe được tiếng nói của mình, nhưng không. Họ làm những gì họ phải làm theo lời của ông bầu, không phải theo lời của chúng ta. Cho nên, có nhiều phim kết cục không đúng ý mình, chúng ta muốn sửa lại, nhưng có lợi gì không? Nếu đổi, thì nó không phải là phim đó nữa. Cho nên, phim truyện phải xảy ra như vậy. Thật ra, nhiều lần chúng ta đã lừa bịp chính mình. Cái đó có thể chứng minh được mỗi ngày, không cần nói gì tới luân hồi, ảo ảnh hay bất cứ cái gì ở đời này, chúng ta có thể chứng minh chuyện đó. Nói quý vị biết một câu chuyện ngu muội về tôi. Hôm qua hay hôm kia, khi tôi đến Hà Quy Di, họ mướn một chung cư cho tôi và nhiều nhân viên làm việc. Những người phải làm thân cận với tôi, chúng tôi cũng có khách khứa nữa. Mướn chỗ đó 10 ngày, không bao nhiêu tiền, rất rẻ, nhưng rộng lắm, gần bãi biển. Tôi định mời quý vị tới đó, nhưng không biết làm sao chứa nổi. Nó rất lớn, nhưng không lớn tới cỡ đó. Rộng đủ cho 10 người, nhưng không phải cho mấy ngàn người. Thành ra, thế giới này tương đối. Có khi mình nói rằng, chà, tốt quá, nhưng nó lại không tốt khi so với những cái khác. Chúng ta luôn luôn sống trong ảo mộng, cho tới khi đem nó ra so sánh với trường hợp khác, lúc đó mới biết là mình sai. Giống như nhiều pháp tu, người ta tu hành, ăn chay, họ thiền và họ rất giỏi. Nhưng giỏi tới đâu? Đối với những nhà tu hành Pháp Quán Âm, thì họ chỉ chín có một nửa, bánh chín nửa chừng, thí dụ vậy. Thành ra, quý vị thấy rằng những cái tốt, những thứ vĩ đại ở đời này có những giới hạn của nó so với đạo hoặc quyền lực vạn năng vô bờ bến của Thượng Đế. Gương thần. Nào hãy trở lại câu chuyện ngu muội của tôi. Tôi vào phòng rất đẹp, chỗ nào cũng có gương thật lớn, tôi có thể nhìn thấy tôi xinh đẹp như thế nào. Mọi người cười điệu bộ của sư phụ. Trong phòng ngủ có một cái gương rất lớn, tôi biết đó là cái gương, ai cũng biết ngay đó là cái gương, không thể nào lầm lẫn. Trong phòng tắm có hai cửa sổ,
và từ hai cửa sổ nhìn ra có thể thấy biển. Khi nhìn trong gương, tôi thấy bốn cửa sổ rồi cứ nghĩ hoài. Sao biển lại ở phía đó? Tôi tưởng chỗ tôi ở nằm ngay cạnh nước, dây xung quanh là biển. Cho nên tôi có thể thấy biển ở cửa sổ kia, có thể thấy biển qua cửa sổ kia. Tôi bị lừa như vậy 2 ngày. Quý vị thấy tin không? Cho tới một hôm tình cờ nhìn ra cửa sổ thật, tôi thấy đâu có biển ở đằng kia đâu. Tôi hỏi, ủa, tại sao? Tôi nhìn vào tường, chỗ có hai cái gương, thấy, chà, có biển. Ngay cả lúc đó, tôi cũng không hiểu. Cho nên, người ta nói rằng hiền nhân giống như kẻ khờ. Thật vậy, sau đó tôi nhớ rằng, ồ, đúng rồi, đó là cái gương. Nhưng khó thấy như vậy lắm, không thể tin nổi. Bởi vì tôi không quen cái cảnh đó, hai cửa sổ thành bốn, chưa thấy chuyện đó bao giờ. Biển lại ở trong tường, nhưng thấy nó như thật. Tới độ tôi mê mải nhìn vẻ đẹp của biển qua cửa sổ mà quên hẳn cái gương. Thật như vậy đó. Nhưng nó làm tôi giật mình. Trời đất, vô thượng sư mà không nhận ra sự khác nhau giữa cửa sổ và phản ảnh của cửa sổ. Tôi cười chính mình khi nhận ra như vậy, thấy cũng vui. Nhưng ngạc nhiên sao mình không nhận ra đó là phản ảnh phản chiếu từ cửa sổ. Nó làm tôi ngạc nhiên mấy ngày. Sao lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Chỉ vì tôi rất thích biển, cho nên tôi đã chú ý tới biển. Tôi nghĩ rằng, chà, mình được nhìn biển qua cửa sổ, thích quá. Mình có bốn cửa sổ, cả bốn phía đều là biển. Tôi vui với biển mà quên rằng đó chỉ là ảo ảnh. Không phải là tôi không khám phá ra điều đó, mà là tôi quá định tâm vào biển. Thành ra cũng vậy. Trong đời sống chúng ta, đa số người định tâm vào những thứ mà họ yêu mến rồi quên đi ảo ảnh, quên chiếc gương thần đó. Không phải là họ không thể biết ra điều đó. Khi nào sẵn sàng là họ sẽ tìm ra. Minh sư sẽ tới hoặc tự họ sẽ tỉnh dậy. Thật ra khi minh sư tới có nghĩa là họ tự tỉnh dậy. Nếu không, ai có thể bảo được rằng họ có nó ở bên trong. Giống như tôi, có hai mắt, tấm gương ở đó, lúc nào cũng có thể biết được. Nhưng lúc đó tôi quá chú tâm vào hình ảnh của biển, thưởng thức hình ảnh đó. Thấy nó rất là thật, tôi tưởng có tới bốn cửa sổ. Tôi nói thật đấy, không giỡn với quý vị đâu. Không phải tôi kể chuyện để bắt cầu giữa những bài thuyết giảng, mà chuyện đó có thật. Tôi ngu vậy đó, quý vị có tin không? Vậy mà bây giờ quý vị theo tôi. Mọi người cười. Thành ra, đi tới đâu cũng nên coi chừng tấm gương này. Phản ảnh và sự thật. Chúng ta bị giam hãm trong ảo ảnh cho tới bây giờ, hoặc vẫn còn, thỉnh thoảng. Thành ra, chúng ta không thấy nổi sự thật giữa hai cái, ảo ảnh, sự phản chiếu hay cái bóng, và vật thật. Cho nên chúng ta cứ chơi lên, chơi xuống, thưởng thức nó. Nhiều khi bị va chạm rồi hỏi tại sao. Nó không có đó bởi vì nó không có đó. Nó không bao giờ có đó. Cũng vậy, đối với chúng ta, đời sống này quá thật. Không thể nào tin hoặc hiểu rằng nó chỉ là ảo ảnh. Rằng có một đời sống khác nữa, một đời sống thật, vật thật của cái bóng đời này. Nhưng khi nhắm mắt, đóng tất cả các giác quan lại, thật sự tìm kiếm vật thật, lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng, ồ, có một thế giới tuyệt vời, và thế giới đó là thật. Ở đó thấy rất dễ chịu, cảm thấy rất thật, và cảm thấy sướng hơn là ở đây. Đó là lúc tôi nhìn qua cửa sổ thật. Gió thật mơn trớn mặt tôi và tất cả cây cối ngoài kia đang đu đưa. Còn trong gương thì có hơi khác một chút. Tôi khám phá ra rằng bốn cái cửa sổ này khác, bởi trong đó không có cây, ngoài kia có cây. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng à, thì ra chỉ là phản ảnh, nên khía cạnh nó khác. Thế nên, hình ảnh phản chiếu này bị mất đi một phần gì đó.
Trong đời sống thật cũng vậy, phản ảnh không bao giờ hoàn toàn bởi vì nhìn từ khía cạnh khác. Bây giờ chúng ta không thỏa mãn, nó là vậy đó. Cảm thấy có một cái gì đó giả tạo. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ muốn giật thật và sự thật sẽ đập vào chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ biết kia rồi. Bởi vậy chúng ta mới lầm lỗi, mới sảy chân quá xa như vậy. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hạ Quy Di, Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 10 năm 1993. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 117.